Phần chống nạnh 820 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư chống nạnh khi đi ở nơi xóm nhà. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thiếp tử lại chống nạnh khi đi ở nơi xóm nhà, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phi phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư chống nặng khi đi ở nơi xóm nhà sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chống nạnh khi đi ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy? Bạch Thí Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thí Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dạy, vì sao các ngươi lại chống nạnh khi đi ở nơi xóm nhà vậy? Này những kẻ rồ dạy, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh là việc học tập nên được thực hành không nên đi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh vị nào chống nạnh một bên hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 821 Duyên khởi ở thành Savatthi vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thiếp tử lại chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại. Hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh, là việc học tập nên được thực hành. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tay chống nạnh. Vị nào chống nạnh một bên hoặc hai bên rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata tác ác. Không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh vị đã đi đến chỗ ngủ trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 822 Duyên khởi ở thành Savatthi. Vào lúc mấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. Dân chúng phàn nàn, phi phán chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại. Hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà, với đầu trùm lại, là việc học tập nên được thực hành. Vị trùm đầu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội 823 duyên khởi ở thành Savatthi vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà dân chúng phàn nàn phi phán chê bai rằng Tại sao các sa môn tiếp tử lại trùm y luôn cả đầu, rồi ngồi ở nơi xóm nhà, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bay. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thí tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại, là việc học tập nên được thực hành. Vị trùm đầu lại không nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác. Không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngủ. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 824 Duyên khởi ở thành Savatthi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chi bay. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót là việc học tập nên được thực hành. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không cố ý khi thất niệm. Vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngủ. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 825 Duyên khởi ở thành Savathi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà, là việc học tập nên được thực hành. Không nên ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà. Dị nào ngồi ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải ở nơi xóm nhà, do không có sự tôn trọng, thì phạm tội dukhata tác ác. Không cố ý khi thất niệm, dị không biết, dị bị bệnh, dị đã đi đến chỗ ngủ, trong những lúc có sự cố, dị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 30 điều liên quan đến vật thực 826 Duyên khởi ở thành Savatthi Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn tiếp tử lại thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang, như là có ý muốn đổ bỏ, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bay Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang là việc học tập nên được thực hành nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang vị nào thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata, tác ác. Không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 827 Duyên khởi ở thành Savatthi, vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực ngay cả trong lúc dung giải lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết dân chúng phàn nàn phi phán chê bai rằng tại sao các sa môn tiếp tử lại nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực ngay cả trong lúc dung giải lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phi phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phi phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực ngay cả trong lúc dung giải lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Ngay cả trong lúc dung giải lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài, các vị đều không hay biết. Có đúng không vậy? Bạch Thí Tôn đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nhìn chỗ này, chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực? Ngay cả trong lúc dung giải lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài, các vị đều không hay biết vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoạt trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoạt trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy chú tâm ở bình bác ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực là việc học tập nên được thực hành nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội ta, tác ác. Không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 828 duyên khởi ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư, trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúc. Dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng, tại sao các sa môn thiết tử lại trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúc, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai, các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúc? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi trong khi thọ lãnh đồ khất thực thọ lãnh quá nhiều xúc có đúng không vậy bạch thí tôn đúng vậy đức phật thí tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại trong khi thọ lãnh đồ khất thực thọ lãnh quá nhiều xúc vậy này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoạt trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoạt trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúc tương xứng là việc học tập nên được thực hành súp nghĩa là có hai loại súp súp đậu muga và súp đậu masa là nên được mang đi bằng tay nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng súp tương xứng vị nào thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukhata tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh khi súp có thêm nhiều món khác nhau để tăng hương vị của các thân quyến của những người nói lời thỉnh cầu vì nhu cầu của vị khác do vật sở hữu của bản thân trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 829. Duyên khởi ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên dân chúng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết pháp thoại, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng bình bát là việc học tập nên được thực hành nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng bình bát vị nào thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukhata tác ác không cố ý khi thất niệm vị không biết vị bị bệnh trong những lúc có sự cố vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội phần chống nạnh là phần thứ ba